Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Namo tassa bhagavato arahato sammasambuddhassa. Đây là sư để chia sẻ với các Phật tử một cái phương pháp hành thiền ở đâu là thiền niệm sự chết. Và có đôi khi cái tâm của mình nó rất là phóng dật, nhiều khi nó rất là phóng dật thì và nó có cái sự dính mắc. Chúng sinh thì có cái sự tham ái, cái dính mắc với cái kiếp sống của mình rất là nặng nề. Và chỉ khi nào chúng sinh mà có được một cái sự kinh cảm, có được một cái sự kinh cảm về về cái thế, về cái cuộc đời đã tạm mong manh, về cái sự vô thường này, thì lúc đấy mới cái tâm mà gấp rút tu tập này, nó mới sinh khởi, và lúc đấy mình thực hành nó mới có kết quả được. Đôi khi mà mình ép mình ngồi thiền để mình có thể ép được cái thân ngồi thiền, nhưng mà cái tâm thì rất là khó. Vì cái người nào mà chưa thật sự có cái sự kinh cảm, chưa thật sự có cái sự kinh cảm về cái sự sinh già bệnh chết, thì dẫu mình có ép cái thân của mình ngồi được, nhưng cái tâm nó vẫn không có chịu ngồi. Cái tâm của mình nó vẫn rong ruổi, nó vẫn phóng dật, nó vẫn lang thang. Và khi nào cái tâm nó ý thức được cái sự tu tập là cần thiết, là cấp thiết, thì cái lúc đấy nó mới nhất tâm, nó mới chịu an trú, chịu định tĩnh trên một cái đối tượng, nó mới chịu thực hành giáo pháp một cách quần tự, có hệ thống và mới có thể đạt được kết quả. Vậy thì cái cách mà để cho cái tâm nó kinh cảm nhất, đó là mình phải thực hành một cái pháp thiền để hỗ trợ nữa, đó là cái thiền niệm sự chết. Mình phải biết cách quán tưởng về cái chết, quán chiếu về cái chết. Như Đức Phật đã dạy là mạng sống sẽ chấm dứt trong cái chết, và cái sự sống thì không chắc chắn, sự sống không chắc chắn, còn cái chết là chắc chắn. Chắc chắn ta sẽ chết, chết. Phải thấy được là cái thân của mình là cái thân bên trong, chắc chắn nó sẽ chết. Cái thân của người khác, tức là một người bên ngoài mình, chắc chắn cũng sẽ chết. Tất cả những cái lời cha ông tổ phụ của mình đã chết, và cái thế hệ hiện tại của mình đây rồi cũng sẽ chết, và cái đời tương lai con cháu chút chít của mình về sau này sinh ra rồi cũng sẽ phải chết đi. Vậy thì thân bên trong sẽ chết, chân bên ngoài cũng sẽ chết, và những cái thân quá khứ của mình cũng sẽ chết. Nếu mình còn có những kiếp sống tương lai thì mình có sinh ra rồi mình cũng sẽ phải chết đi. Và những cái thân cao thượng như là các cái vị chư thiên, với cái tuổi thọ hàng triệu năm, hàng trăm triệu năm, các vị phạm thiên, những cái tuổi thọ nó hàng nhiều nghìn đại kiếp trái đất, hàng trăm, hàng ngàn đại kiếp trái đất, nhưng rồi cũng sẽ phải chết, thì có sinh thì phải có chết. Và những cái chúng sinh thấp kém hạ nhiệt, như là các chúng sinh không may mắn mà phải tái sinh vào địa ngục, nhưng mà rồi khi nào hết nghiệp thì những chúng sinh đấy cũng chết. Những chúng sinh phải làm ngã quỷ, và khi nào hết cái nghiệp bất thiện cũng chết. Những cái chúng sinh làm các cái loài bàng sinh, các cái loài súc sinh rồi cũng sẽ phải chết. Vậy thì cao thượng cũng chết, hạ điển cũng chết, xa cũng chết, gần cũng chết, trong ngoài, quá khứ và hiện nay, tất cả đều chấm dứt trong cái chết. Mặc dù cái chết nó hiện hữu ngay ở trước mặt như vậy, nhưng nếu như mình mà không có cái sự chú tâm, không có cái sự thực hành tuần tự, mình vẫn không có cái sự kinh cảm về sự chết, có sự kinh cảm như là có một cái người chủ nông trại, người ta chăn một đàn bò, mỗi ngày người ta tiếp thị một con, và những cái mỗi ngày cái số lượng đàn bò hao tổn đi, nhưng mà những con bò còn lại nó vẫn cứ vui đùa, nó vẫn nhảy nhót, nó vẫn tung tăng, không có cái sự lo lắng, không có sự sợ sệt gì cả. Thì ở trên thế gian cũng vậy, ngày nào mình cũng thấy nghe thấy tiếng kèn đám ba, ngày nào mình cũng thấy người ta đi đưa đám,
ngày nào cái chết nó cũng sờ sờ trước mắt, nhưng mà mình không biết là một ngày nào đó thì chính mình sẽ nằm ở trong cái quan tài đây. Đấy là nếu mà mình mà có được cái như ni tác ý thì mình sẽ có sự kinh cảm khởi lên. Cũng vậy mà khi mà một chúng sinh khi chết thì mà xuống địa ngục, có những chúng sinh sẽ được gặp Diêm Vương và có những chúng sinh thì không có cơ hội được gặp Diêm Vương. Thì những cái người mà không gặp Diêm Vương là những cái người mà có cái tội rất là nặng, khi chết một cái là đi thẳng vào địa ngục và chịu hình phạt ngay. Còn một số người có cái tội cũng nhẹ nhẹ, hay là một số người thì có những cái duyên đặc biệt với lại chúa ngục, hay là nhất là những cái người tu hay là làm việc phước thiện thì mình hay hồi hướng cho chư thiên, hay là mình hồi hướng trực tiếp này xin hồi hướng cái phước thiện này cho Diêm Vương, cho Dạng Ma, cho Dạng Kha, cho các cái vị quỷ sứ, cái người chuyên dẫn các cái vong hồn đi vào địa ngục. Thì có thể những cái người đấy người ta sẽ có những cái phương pháp, người ta sẽ chất vấn và giúp đỡ mình thoát ra khỏi cái cảnh địa ngục. Thì thường thường một quỷ Dạng Kha, một quỷ Dạng Xoa mà dẫn một cái người chết đến trước khi đoạn vào địa ngục, thì vua Diêm Ma sẽ hỏi cái tội nhân rằng là ngày nay này người kia, ngươi có thấy thiên sứ mà ta gửi lên trên thế gian không? Tại sao ngươi lại làm nhiều cái việc tội lỗi? Tại sao lại không chịu làm việc thiện? Tại sao tu tập để sinh về cái cõi này? Thì có những cái người nói rằng, thưa ngài, tôi không có thấy thiên sứ. Thế thì vua Diêm Na sẽ hỏi là ngươi có thấy một người già không? Và tôi có thấy người già. Thì Diêm Vương sẽ nói rằng đó chính là thiên sứ do ta gửi lên. Nếu ngươi có trí thì ngươi phải có suy nghĩ rằng chắc chắn một ngày nào đó ta cũng sẽ già, cho nên ta chưa có phóng dật, hãy tu tập. Vậy ngươi đã không có trí, ngươi đã không thấy được cái thiên sứ thứ nhất mà ta gửi lên. Vậy ngươi có thấy thiên sứ thứ hai mà ta gửi lên không? Và người đó cũng trả lời rằng dạ không. Thế rồi cái vua Diêm Vương lại nói rằng là thế ngươi có thấy người bệnh không? Và tôi có thấy người bệnh, và người bệnh chính là thiên sứ thứ hai mà ta gửi lên. Nếu ngươi có trí thì ngươi phải biết rằng ta một ngày nào đó cũng sẽ có bệnh, và ta không nên phóng dật và siêng năng tu tập. Rồi vua Diêm Vương lại hỏi câu thứ ba, vậy ngươi có thấy thiên sứ thứ ba mà ta gửi lên không? Và không thấy. Thiên sứ thứ ba chính là một người chết. Người hàng ngày ngươi có thấy người chết không? Và tôi có thấy người chết. Và đấy chính là thiên sứ mà do ta gửi lên. Nếu ngươi có trí tuệ thì ngươi phải suy nghĩ rằng một ngày nào đó ta cũng sẽ chết, vậy ta phải gấp rút tu tập, không nên phóng dật. Đó là những thiên sứ. Thế ngươi có thấy một đứa trẻ nó sinh ra không? Và tôi có thấy. Thì vua Diêm Na nói rằng nếu ngươi có trí, ngươi cũng phải biết tác ý rằng nếu như ta không tu tập thì ta sẽ còn ở trong cái vòng luân hồi sinh tử này, ta sẽ sinh ra như đứa trẻ này, rồi lại phải lớn lên, phải già, phải bệnh và phải chết, thì có sinh thì phải có tử. Đó chính là bốn cái thiên sứ mà ngươi đã không có trí tuệ để thấy, và những cái việc bất thiện do chính ngươi làm, không phải do cha mẹ, không phải do bạn bè, không phải là do vua chúa, mà do người phóng dật người làm, nên bây giờ ngươi phải chịu đọa vào địa ngục. Thì nếu như mà một cái người có trí, trong khi mà vua Diêm Vương hỏi như thế mà người đó có cái sự hổ thẹn tội lỗi, cái sự ghê sợ tội lỗi và có cái sự kinh cảm về cái sự chết, và thì có thể là ngay trong lúc đấy cái tội phạm đấy thoát khỏi cái địa ngục và có thể sinh lại cái cõi lành như là cõi người hoặc cõi trời. Còn nếu như mà một người không có trí, không có sự kinh cảm, không biết ghê sợ tội lỗi, không biết hổ thẹn những điều tội lỗi, thì cái chúng sinh đấy sẽ bị hành hạ ở trong cái cõi địa ngục. Đó là những cái thiên sứ mà vua Diêm Đa sẽ hỏi một người sau khi người đó chết mà phải đọa vào địa ngục, cái người có tội lỗi. Thì cái niệm sự chết nó có cái lợi ích nha, rất là lớn đối với người thực hành giáo pháp. Nhờ Đức Phật cũng thường khích lệ các vị tỳ kheo mà thực hành thiền ở trong rừng. Vì cái sự thực hành vậy thì có những người thì có cái ba la mật tu tập thì nó không có khó khăn. Nhưng mà cũng có những người sẽ gặp rất nhiều khó khăn, và
Đức Phật thường nhắc nhở rằng hãy quán tưởng về sự chết để các tỳ kheo. Nếu khi tu tập ở trong rừng thì hãy nên quán tưởng rằng là cái mạng sống này nó rất là mong manh, có thể một cái con cọp, con báo nào đó nó có thể nó đến nó cướp đi sinh mạng của ta. Có thể có những cái đạo tặc, có thể có những cái tên cướp hung ác nào đó nó sẽ đến và nó sẽ chiếm đoạt mạng sống của ta. Và có thể sẽ có những con rắn, con rết, những cái con côn trùng độc hại nó cũng có thể lấy đi cái mạng sống của ta. Vì vậy cái sự sống này nó rất là giả tạm, nó rất là mong manh, nó rất là vô thường. Chưa nói gì đến những cái tai nạn, nó có thể những cái thiên tai ở bên ngoài như là động đất, như là sóng thần, như là chiến tranh, như là bệnh dịch, nó có thể đến bất cứ lúc nào và cái mạng sống của ta khó mà bảo toàn được. Khi mà có những cái tai họa nó gặp đến, vậy cái lúc này ta còn sức khỏe, ta còn trí tuệ, ta còn có sức lực, ta có thời gian, vậy thì ta hãy siêng năng tu tập để chứng đạt những gì chưa chứng đạt, chứng đắc những cái pháp gì chưa chứng đắc, chứng ngộ những gì chưa chứng ngộ, để khi nào những cái điều rủi ro tai hại nó đến thì ta sẽ được sống an lạc hơn, ta sẽ sống tự tại hơn. Và mình có thể tự nhắc nhở, tự sách tập, tự thúc giục mình lấy cái đề mục là niệm sự chết ra để luôn luôn quán chiếu, thì cái tâm kinh cảm, cái tâm gấp rút nó sẽ sinh khởi và mình sẽ nhiệt tâm hơn, tinh cần và tỉnh giác hơn trong cái pháp hành, và mình sẽ thực hành được đạo pháp. Thì cái người nào mà cứ có cái sự kinh cảm, mà có cái sự quán chiếu, cái tâm mình hay thức tỉnh hay suy tư về cái sự chết, thì cái người đấy sẽ có được cái tâm xuất ly mạnh mẽ, xuất ly mạnh mẽ như Đức Phật. Nhưng mà sinh ra thì ngài cũng hưởng thụ những cái dục lạc ở trên thế gian, cũng có vợ đẹp, con xê, con ngoan này, cũng có nhà đầu, rồi cũng có cung vàng điện ngọc, rồi cũng có tất cả những cái tài sản vật chất sung mãn về dục lạc ở thế gian. Nhưng mà chỉ khi ngài thấy được bốn cái cảnh tượng, đó là người già, người bệnh và người chết, trong đó là cái chết nó gây một cái sự kinh cảm nhất, nó làm chấn động nhất tất cả tư tưởng, và ngài cảm thấy mọi thứ đều không thể nào nương tựa lâu dài được. Tất cả những cái quyền lực, những cái địa vị của mình cũng không thể nào nương tựa lâu dài trước cái chết được, không thể trung vững trước cái chết. Vậy cho nên rằng là ngài mới quyết định từ bỏ tất cả mọi thứ quyền vi danh vọng để đi xuất gia tầm đạo giải thoát. Khi mà ngài nhìn thấy một vị đạo sĩ tu tập, ngài mới thức tỉnh đây là cái con đường có thể tìm ra được cái nơi nương tựa vững chắc nhất cho mình và cho tất cả chúng sinh. Thì cứ có ai có cái sự kinh cảm về sự chết thì cái người đấy sẽ thực hành pháp, sẽ đạt được kết quả rất là nhanh. Hay ở trong cái thời hiện đại ấy, thì khi mà lúc mà các sư hành thiền ở bên Miến Điện cũng nghe mọi người kể là có một vị thiền sư người Miến ở trong cái thời hiện đại này. Thì cái vị này lúc trước thì là một cái người nông dân, người tại gia thôi. Lúc đầu thì gia đình rất là nghèo, làm ăn kinh tế thì rất là khó khăn. Nhưng mà một thời gian sau thì làm ăn lại rất là phát đạt, tự nhiên giàu lên một cách rất là tự nhiên. Thì người Miến người ta cũng có một chút quan niệm mê tín, người ta nói, người ta đồn nhau rằng là cái người nào mà đang nghèo mà tự nhiên bây giờ giàu lên một cách nhanh thế này, người đó là hay chết sớm lắm. Thế là cái vị nông dân này cũng lo lắng, về cũng đi xem bói. Thì đi xem bói thì người ta lại nói rằng là ở trong nhà ông là sắp tới sẽ có một con vật hai chân sẽ đi ra khỏi nhà. Thế là người nông ông này lại càng sợ thêm, bảo con vật hai chân thì chỉ có con người thôi, không có cái con vật nào hai chân khác. Nên là ông này lo lắng và quyết định làm phước, thì làm rất là nhiều vật thực thức ăn và sẽ tổ chức một cái lễ hội bố thí trong 3 ngày để đãi tất cả những cái người dân làng xung quanh. Thì trong 3 ngày đấy có mọi người đến tham dự cái lễ thọ thí đó, và trong đó thì có một cái vị cư sĩ
tức là đã từng thực hành thiền. Vì đó mới hỏi là không biết cái nguyên nhân gì phải làm một cái đại phước thí này. Thì cái vị này mới trả lời rằng là tôi do lo lắng rằng là sẽ chết sớm cho nên là muốn làm phước để tăng thêm cái phước cái thọ. Thế là cái vị này mới nói là thế thì làm những cái phước thí thế gian này không bằng làm những cái phước thí cao thượng suốt thế gian, đó là tu tập phát thiền. Và cái vị cư sĩ này mới chỉ cho cái người nông dân ấy, tên là Sunu thực hành cái pháp thiền quán, thiền chỉ thiền quán. Thì chú đầu tiên cũng chú tâm trên hơi thở. Thì vị này chú tâm chỉ trong một thời, trong vòng một ngày là đã thấy được cái ánh sáng sáng rực rỡ, và sau đó phát triển cái định rất là thâm sâu và bắt đầu chuyển sang thiền quán. Thì vị này cũng thực hành thiền quán với cái sự hướng dẫn của cái vị cư sĩ đấy, và một tháng đầu tiên thì chứng đắc được sơ quả dự niu. Về tu tập tiếp thì sang đến tháng thứ hai thì chứng đắc được quả nhất đai, đến tháng thứ ba thì chứng đắc được quả a la hán và bất đai. Khi mà chứng đắc được đến quả bất đai rồi thì vị này muốn đi xuất gia và về hỏi ý kiến của gia đình, nhưng mà bà vợ bà không đồng ý. Nếu ông mà muốn đi xuất gia thì cũng phải ở nhà làm hết cái vụ mùa này, nhưng mà phải đi cày hết cái vụ mùa này mới được đi xuất gia. Và cái vị này trong cái lúc đi cày cảm thấy nó nhàm chán, kinh cảm nó khởi lên, rồi treo cái cày lên trên cây và vị kia đi vào trong chùa và xin xuất gia làm tỳ kheo và tu tập, sau đó chứng đắc quả a la hán và trở thành một cái vị thiền sư và hướng dẫn, trở thành một cái vị thiền sư ở bên Myanmar và hướng dẫn thiền. Và sau này cái pháp thiền này đã phát triển dần dần trở thành cái thiền phái của ta. Thì sau này mình sẽ nhìn thông thế là ở trong sách thì ghi chép đã như thế, tức là vị này cũng từ một cái sự kinh cảm về sự chết, tức là một người nào bây giờ mà biết rằng là mình sẽ chết thì cái người đó sẽ có cái tâm gấp rút, có cái tâm muốn tu tập. Bởi vì một người mà đã biết chắc rằng mình sẽ chết rồi thì người đó cũng sẽ biết được rằng là tất cả những cái gì thuộc về của ta là của ta, mình không thể mang theo được. Khi mình chết thì tất cả những người thân của mình không thể đi theo mình được, tất cả những cái danh tiếng mà mình đã tạo dựng cũng không thể đi theo mình được, tất cả những cái tài sản mà mình đã kiến tạo nó cũng không thể đi theo mình được. Và một cái người có trí tuệ thì sẽ biết được rằng có cái thiện nghiệp và cái bất thiện nghiệp nó sẽ đi theo mình. Và vì vậy cho nên người mà biết chắc mình sẽ chết thì sẽ nỗ lực tạo cái thiện nghiệp, tạo cái thiện nghiệp nào, những cái việc gì đáng làm. Và vị đó sẽ biết rằng những cái việc gì không quan trọng, không đáng làm thì vị đó sẽ gạt ra một bên và chỉ tập trung vào những cái việc cần thiết, những cái việc gì cần thiết quan trọng nhất cho cái kiếp sống này, cho cái kiếp sống trong tương lai, và cần phải thực hiện được những cái điều lợi ích cho cái đời sau. Và vị đó biết rằng sẽ chết cho nên là tất cả những cái gì ở cái đời này nó không còn quan trọng nữa, mà cái đời sau nó sẽ quan trọng hơn. Vậy thì cái sự tu tập nó sẽ quan trọng hơn, nên là vị đó sẽ gấp rút, sẽ tu tập đạt được cái sự lợi ích an lạc hơn. Và cái chết thì nó có những cái nguyên nhân dẫn đến cái chết. Đó là một người có thể chết do hết nghiệp mà chết, một người có thể chết do hết tuổi thọ mà chết, một người có thể chết do hết cả nghiệp với tuổi thọ, cả nghiệp và tuổi thọ cùng hết và bị đó chết. Có những trường hợp có người chết do có cái sự cắt đứt cái sinh mạng, cắt đứt cái sắc mạng căn, là mình chưa hết nghiệp, chưa hết tuổi thọ. Nhưng mà có một cái yếu tố tác động từ bên ngoài nào đấy nó sẽ cắt đứt cái sinh mạng của mình và mình có thể sẽ chết. Vậy thì cái chết nó rình rập bất cứ lúc nào. Thì một người mà sinh ra được làm kiếp người thì đó là do một cái đấy, là một cái kết quả của một cái thiện nghiệp nó đã trổ quả, một cái thiện nghiệp nó trổ quả trong cái lúc mình đi đầu thai. Cái tâm tục sinh của mình nó đã bắt vào một cái thiện nghiệp, cho nên là cái thiện nghiệp đấy khiến cho mình sinh trở lại làm người. Và khi sinh làm người rồi thì trong một cái kiếp sống này mình tạo rất là nhiều nghiệp. Có những cái lúc cái do cái
hoàn cảnh, do cái môi trường hay là do cái yếu tố tâm lý của mình. Có thể là mình mà sống ở trong một cái môi trường có thân cận những cái người hiền thiện, mình có thể được hướng dẫn thực hành nhiều những cái thiện pháp. Nhưng mà đôi khi mình sẽ sống ở những cái môi trường bất thiện, xung quanh mình có nhiều những cái người bất thiện, và mình sẽ bị nhiễm ô và bị ảnh hưởng bởi những cái cánh bất thiện và làm những cái việc bất thiện, thì lúc đấy mình tạo nghiệp bất thiện. Vậy thì cái hệ thống nghiệp của mình là rất nhiều. Vậy nghiệp là khi nào mình mà có làm bất cứ một cái hành động gì mà có cái sự tác ý, tức là mình có cố ý làm một cái việc gì đó. Đầu tiên là mình có nên một cái ý muốn làm một cái việc gì đó, mình cố ý và mình làm được cái công việc đó, thì lúc đấy mình sẽ tạo thành một cái nghiệp. Vậy cái nghiệp nó là cái tâm sở tư. Cái tâm sở tư này nó có cái chức năng nhiệm vụ, đó là nó đốc thúc tất cả những cái tâm sở khác làm một cái nhiệm vụ. Đấy, tư có nghĩa là cố ý. Vậy thì bây giờ mình có tác ý, cố ý làm một cái việc gì đó, đó là nghiệp. Ví dụ bây giờ mình đi ngồi thiền thì mình phải có tác ý ra đi ngồi thiền, và cái tâm của mình nó phải khởi lên một cái ý muốn muốn ngồi thiền, mình cố gắng ngồi thiền, thì cái tâm là nó cố ý cố gắng thực hiện một cái việc làm đấy, thì đó là cái tâm tạo nghiệp. Tâm sở tư là cái tâm tạo nghiệp, thì cái tâm đấy nó cứ đi kèm theo với một cái tâm thiện thì nó tạo nghiệp thiện, nó cứ đi kèm theo với cái tâm bất thiện thì nó sẽ tạo nghiệp bất thiện. Và cái cuộc sống của mình tạo rất là nhiều nghiệp, thiện cũng có, bất thiện cũng có, và đến khi chết thì nó sẽ các cái những cái hình ảnh mà mình đã làm ấy, nó sẽ sinh khởi ở trong cái trọng tâm, cũng gọi là nghiệp tướng, gọi hay là còn gọi là nghiệp hay nghiệp tướng hay thú tướng. Nếu mà mình là cái người hay cúng dường đảnh lễ Phật thì có thể lúc đấy mình sẽ thấy hình ảnh của Đức Phật, đấy gọi là cái nghiệp tướng. Hay là một người mà thường xuyên có cái pháp ngồi thiền mà đến lúc chết mình sẽ thấy cái hình ảnh, cái đề mục thiền nó sẽ sinh khởi ở trong tâm mình, đó gọi là một cái hoạt nghiệp tướng. Một cái người mà có cái sự giữ giới về ngũ giới hay bát quan trai giới, mà mình có cái tận tâm hành trì giới, thì đến lúc chết cái tâm của mình nó có thể bắt vào những cái giới đấy, có thể là năm giới nó sẽ sinh khởi ở trong tâm, hoặc là bát quan trai giới nó sinh khởi ở trong tâm. Cũng như vậy, nếu như mình làm nhiều cái nghiệp thiện, đến lúc chết những cái tâm của mình nó mà bắt vào cái bất thiện ấy, một cái tâm mà nó bắt vào cái đối tượng mà mình đang làm một cái việc bất thiện, như là đang sản sinh, đang trộm cắp, đang là dâm, đang nói dối, như là đang uống rượu, nó cũng là những cái nghiệp bất thiện, nó sẽ khởi lên ở trong cái thời điểm cận tử đấy, và mình sẽ đi theo cái nghiệp đấy để tái sinh về một cái cõi khổ hay là một cái cõi an vui. Cũng có những cái trường hợp ấy, thì có những người mình làm rất là nhiều những cái nghiệp bất thiện. Có nhiều người thì khi còn trẻ mình làm rất nhiều nghiệp bất thiện, nhưng mà khi mà lúc cận tử nghiệp, tức là cái thời điểm lâm chung, có thể là cái giai đoạn cuối đời mình lại tạo được nhiều cái thiện nghiệp, và đến cái lúc mà mình chết là cái tâm của mình nó không có ô nhiễm, hoặc là ở xung quanh mình có những người thiện tri thức và nhắc nhở mình là hãy giữ chánh niệm, hãy tưởng nhớ đến những cái điều thiện, những cái điều này mà mình đã từng làm, thì nhờ cái tâm cận tử là thiện đấy, nó sẽ hỗ trợ cho những cái nghiệp thiện mà mình đã làm trong kiếp này, hoặc là những cái nghiệp thiện mà mình đã làm trong kiếp quá khứ, hoặc là nó sẽ tạo thành một cái sinh nghiệp và đưa mình đi tái sinh về một cái cõi thánh. Có những cái trường hợp mà một người mà suốt đời không làm được một cái thiện nghiệp gì cả, cái đó chỉ làm những cái nghiệp bất thiện. Vậy khi chết mà vị đó lại hướng tâm đến một cái điều thiện, vậy thì cái vị đó có thể được sinh về cái cõi này hay không? Cái điều này nó cũng có thể có. Nếu như mà một cái người mà đến lúc chết mà cái tâm của cái người đó hướng về một cái điều tốt, như là hướng về hình ảnh Đức Phật, hay là hướng về một cái bài kinh, một cái người thiện tri thức đến tụng kinh, thì lúc đấy cái tâm thiện nó sẽ là duyên, nó hỗ trợ cho một cái thiện nghiệp ở trong những cái kiếp quá khứ khác, nó trổ quả và nó làm cho một cái nghiệp tái sinh, và vì nó vẫn có thể tái sinh về cái nơi an lành. Cũng như vậy thì một cái người mà tạo những cái thiện nghiệp rất là nhiều, mình đã từng tạo rất nhiều những cái thiện nghiệp dục giới,
như bố thí, như cúng dường, giữ giới, hành thiền, tu tập rất là nhiều. Nhưng mà đến cái thời điểm cận tử, gần cái lúc lâm chung đấy, nếu như mà mình sát một cái bất thiện nghiệp nào đó, mà cái bất thiện nghiệp đấy đến lúc chết mình vẫn còn nghĩ đến, vẫn còn bị ám ảnh bởi cái nghiệp bất thiện đấy, thì nó sẽ làm duyên cho những cái quả bất thiện ở những cái nghiệp bất thiện ở trong nhiều kiếp quá khứ khác, nó trổ quả và có thể mình vẫn đi tái sinh về cõi khổ. Cũng có trường hợp có những người suốt đời tu tập những cái điều thiện, nhưng mà chỉ vì cái giây phút lâm chung, cái giây phút lâm chung một cái tâm nhiễm ô nó khởi lên, như là một cái tâm sân, một cái tâm tức giận, lúc đấy mình có thể là đau đớn quá, hay là một cái người thân nào đó làm một cái điều gì đó mà không có đúng vừa cái ý của mình, một cái tâm sân tức giận nó khởi lên, thì cái tâm sân tức giận khởi lên trong cái lúc mà cận tử đấy, nó sẽ là một cái trợ duyên cho những cái nghiệp bất thiện. Mà cái đời này mình không có làm nghiệp bất thiện, nhưng mà những cái đời quá khứ mình đã từng làm nhiều rồi. Cái lúc đấy, cái tâm bất thiện đấy nó sẽ là duyên để nó đưa những cái nghiệp đó, nó tạo cơ hội cho những cái nghiệp bất thiện ở trong các cái đời quá khứ xa xưa trước nó trổ quả, và mình vẫn có thể bị đọa vào cái cõi khổ. Thì một người chết ở cái tâm tử nó rất là quan trọng. Thì cái người mà thường xuyên thực hành niệm về sự chết sẽ có một cái lợi ích, đó là vì đó sẽ không có sợ hãi khi cái chết đến. Khi cái chết đến mình không có sợ hãi, và mình có cái sự chủ động trước, sự chủ động trước bất cứ cái chết nó đến lúc nào, mình vẫn tự tại, vẫn thản nhiên, không có hoảng loạn, không có lo lắng. Vì vậy đó là cái lợi ích của cái người niệm cái pháp môn niệm sự chết này. Thì vì đó dù có gặp cái sợ hãi mình cũng không có sợ hãi, những cái gì có nguy hiểm đến tính mạng mình cũng không có lo lắng, không có sợ hãi, tâm không hoảng loạn, và mình có cái sự chủ động trước, mình biết là chắc chắn cái sự chết nó sẽ đến, cho nên là khi cái chết nó đến mình tự tại, mình có thể giữ vững được cái chánh niệm của mình có thể hướng tâm về những cái thiện pháp mà mình đã thực hiện, và mình sẽ chính cái tâm mà tự tại an nhiên, cái tâm thiện đấy nó sẽ làm cái trợ duyên cho những cái thiện nghiệp của mình đã làm trổ quả và đưa mình đi tái sinh về một cái cõi an lành. Rất là nhiều những cái nghiệp thiện hoặc nghiệp bất thiện mà mình đã tạo, nhưng mà đến cái lúc chết thì cái tâm đi tái sinh nó chỉ bắt có một cái nghiệp mà thôi, có thể là nghiệp thiện, có thể là nghiệp bất thiện, và nó lấy cái một cái nghiệp đấy làm sinh nghiệp, tức là làm cái nghiệp đưa mình đi tái sinh về một cái cõi khác. Thế còn tất cả những cái nghiệp còn lại nó không có cơ hội để nó trổ quả trong cái lúc tái sinh đấy, thì nó sẽ trở thành những cái trì nghiệp hay là những cái hỗ trợ nghiệp, những cái nghiệp để nó duy trì cái mạng sống của mình ở cái kiếp mà mình vừa mới tái sinh đó. Như trường hợp mà một người mà bị đọa vào trong địa ngục thì chỉ có một cái nghiệp bất thiện nó dẫn mình đi xuống địa ngục, và rất nhiều những cái nghiệp bất thiện khác nó là những cái hỗ trợ nghiệp, nó làm cho mình thọ những cái nỗi khổ khốc liệt ở trong địa ngục cho đến khi nào hết nghiệp thì thôi. Như trường hợp của Đề Bà Đạt Đa, khi mà chết thì có một cái nghiệp mà dẫn Đề Bà Đạt Đa đi tái sinh, đó là cái nghiệp trọng tội, là phá hòa hợp tăng. Thì cái tội phá hòa hợp tăng của Đề Bà Đạt Đa trở thành một cái sinh nghiệp khiến cho Đề Bà Đạt Đa bị đất rút, tức là khi chết thì Đề Bà Đạt Đa rơi thẳng xuống địa ngục vô gian, địa ngục A Tỳ. Và khi mà ở trong cái địa ngục A Tỳ này thì Đề Bà Đạt Đa có một cái nghiệp thứ hai nó hỗ trợ để nó duy trì cái mạng sống ở trong địa ngục đó, đó là cái nghiệp mà nặng cái tảng đá để xô một cái tảng đá làm chảy máu vào của chân ở chân Đức Phật, tức là cái tội là làm chảy máu Phật, đấy là cái trọng tội thứ hai. Thì cái trọng tội thứ này, cái tội mà làm chảy máu Phật này, đấy là một cái nghiệp hỗ trợ, là cái nghiệp duy trì cho Đề Bà Đạt Đa phải thọ cái nỗi khổ ở trong cái địa ngục A Tỳ đấy cho đến hết cái kiếp trái đất này, là khi nào cái trái đất này tan hoại thì Đề Bà Đạt Đa sẽ hết cái thọ mạng ở trong cái địa ngục A Tỳ. Và cái nghiệp mà nó duy trì cái mạng sống của Đề Bà Đạt Đa là cái nghiệp làm chảy máu Phật, và cái nghiệp mà đưa Đề Bà Đạt Đa phải đầu thai vào địa ngục là cái nghiệp phá hòa hợp tăng. Thì cũng như vậy, nếu mà một chúng sinh mà tái sinh làm ngã quỷ cũng thế. Nhưng mà một cái nghiệp bất thiện như là một cái thâm tham ái dính mắc với một cái một bất cứ một cái gì đó là thuộc về của mình,
Và lúc chết mình có cái tâm tham ái dính mắc đó khởi lên và mình phải hóa sinh thành một cái ngã quỷ. Và khi sinh thành ngã quỷ rồi thì cái ngã quỷ đó sẽ rất là đau khổ, rất là đau khổ về đói khát, rất là chịu những cái nỗi thống khổ đấy. Thì tất cả những cái nghiệp bất thiện ở trong quá khứ nó sẽ có cơ hội nó trổ quả, nó làm cho cái ngã quỷ đấy duy trì cái thọ mạng cho đến khi nào mãn cái nghiệp thì mới được thoát khổ. Thì cũng như vậy, nếu mà một cái thiện nghiệp nó mà trổ sinh cái lúc mà đi đầu thai và mình sẽ được sinh lại làm người thì đó là một cái thiện nghiệp. Và khi được sinh làm người rồi thì có những cái nghiệp là thiện nó sẽ có cơ hội nó sinh quả, đó là mình sinh làm người mình được hưởng những cái sự an vui của kiếp người, đó là mình có nhà cửa để ở, có cái thức ăn để ăn, có quần áo để mặc, rồi là có được hưởng nhiều cái sự an lạc, cái sự tự tại. Đó là những cái phước mà ở trong một cái kiếp quá khứ gần nhất, và rất nhiều những cái phước ở trong những cái kiếp quá khứ rất là xa xưa khác, lúc này nó có cơ hội nó trổ quả nếu như mình có cái cơ hội sinh làm người. Và đôi khi cũng có những cái nghiệp bất thiện nó sẽ trổ quả ở cái lúc mà mình sinh làm người. Có những cái khi mình gặp những cái tai nạn như là mình sẽ bị ốm đau bệnh tật, có những người thì bị tàn tật, có những người bị những cái bệnh nan y khổ đau, và mình gặp rất là nhiều những cái khó khăn ở trong cuộc sống. Đó là một cái nghiệp bất thiện ở trong cái kiếp hiện gần đó, hoặc là một cái kiếp rất nhiều những kiếp xa xưa khác mà nó trổ quả. Và những cái nghiệp nó trổ thì cái cuộc sống của mình chỉ là nghiệp và quả của nghiệp, nghiệp và quả của nghiệp. Nếu như mà cái mạng sống của mình có cái nghiệp, cái phước dày thì cái tuổi thọ nó sẽ được cao. Còn nếu mà mình có cái nghiệp sinh lại làm người nó ngắn thì cái tuổi thọ của mình nó cũng ngắn. Khi nào mình hết cái nghiệp làm người thì mình sẽ chết, và mình có thể chết do nghiệp, do hết nghiệp. Tức là cái nghiệp là cái kiếp người nó chỉ ngắn ngủi như thế. Nhiều có rất là nhiều những cái người mà người ta ở các cái cõi chư thiên, người ta hết phước, người ta sinh xuống cõi người, sinh xuống cõi người có thể người ta sẽ sống một cái thời gian nào đấy đủ để người ta tạo được cái phước để người ta sinh về cái cõi chư thiên trường đại, ta đủ thời gian tạo phước sinh thiên trường đại. Và khi nào mà người ta tạo đủ phước sinh về cõi thiên có thể lúc đấy người ta sẽ ra đi. Thường rất là nhiều chư thiên sống ở trên các cái cõi thiên giới như là cõi Đao Đức Thiên, Dạ Ma Thiên, Đâu Suốt Thiên, người ta có những cái tuổi thọ rất là dài và cái đời sống rất là an lạc. Và khi mà người ta chết thì người ta sẽ biết là chết, có những chúng chư thiên biết trước là mình sẽ tái sinh về đâu, và những chư thiên đó thường phát nguyện rằng ta sẽ tái sinh để làm người. Và những chúng chư thiên đó cũng phát nguyện rằng là khi làm người cầu mong cho tôi sẽ làm nhiều cái thiện nghiệp, và khi chết mong cho tôi được sinh trở lại cái cõi thiên này để được hưởng cái lạc thú thiên giới này. Thì cái vị chư thiên đó tùy theo cái nguyện lực của mình sẽ xuống cái cõi người, xuống cái cõi người. Và thường thường các vị chư thiên mà khi tái sinh xuống cõi người thì có cái tâm rất là ham làm phước, làm những cái việc phước thiện ở thế gian, và khi đủ những cái phước thiện đó thì có thể các vị đó lại chấm dứt cái mạng sống và lại sinh về cái cõi thiên giới trường đại. Và đó là cái điều rất là nhiều cái trường hợp như vậy nó có thể xảy ra. Đó là khi mà cái nguyện lực hay là cái nghiệp lực nó hết thì cái vị đó sẽ xả bỏ cái mạng sống này và sinh về một cái cõi khác. Thì cái nghiệp nó trổ quả ở trong một cái kiếp sống, đó là nó sẽ trổ quả vào các cái tâm thức của mình. Cái nghiệp thiện hay nghiệp bất thiện nó đều theo cái dòng tâm thức của chúng sinh mà nó trổ quả. Như là bây giờ một người mà cũng là một người sinh ra có các cái căn là mắt tai mũi lưỡi thân và ý, đấy là các cái căn, và nó có các cái cảnh trần là sắc thanh hương vị xúc pháp. Thì khi mà một cái nghiệp thiện nó trổ quả và một cái chúng sinh có phước và được hưởng cái phước thiện ấy, thì chúng sinh đó thường thường được thấy những cái màu sắc, tức là thấy những cái cảnh đẹp, cảnh ưa thích hài lòng.
được nghe những cái âm thanh ưa thích hài đọc, được ngửi những cái mùi hương ưa thích, được nếm những cái vị ngon ưa thích, được xúc chạm những cái êm dịu và ưa thích hài đọc. Khi mà một cái nghiệp bất thiện nó trổ quả, nó cũng sẽ trổ quả vào các cái tâm thức. Lúc đấy cái nghiệp bất thiện nó trổ quả thì mình sẽ thấy rằng là mình luôn luôn gặp những cái cảnh trái ý mình đọc, tức là chướng tai gai mắt, tức là những cái điều mình không muốn thấy mà nó phải thấy, tức là những cái cảnh xấu, tức là mình nhìn thấy cảnh là mình khó chịu, buồn phiền, mình phải nghe những cái âm thanh tức bực mà nghe xong mình cảm thấy nó rất là buồn phiền, làm não. Mình phải ngửi những cái mùi hương xú uế, khó chịu. Mình phải nếm ăn những cái vị mà nó rất là cay đắng và nó rất là khó ăn, và xúc chạm những cái cảm xúc mà rất là khó chịu. Đó là những cái nghiệp, nó sẽ những cái quả của nghiệp ở trong những cái kiếp quá khứ, nó luôn luôn trổ ở trong cái kiếp sống hiện tại này, các cái trổ vào trong các cái tâm thức của mình như vậy. Và mỗi một khi mình khởi cái tâm muốn làm một cái điều gì đó là mình đã đang tạo một cái nhân, một cái tâm mà nó cố ý là một cái nghiệp gì đó, cố ý là một cái nghiệp thiện thì nó mình đang tạo thiện nghiệp, cố ý là một cái nghiệp bất thiện thì đấy là mình đang tạo cái bất thiện nghiệp. Và khi mình chết đi thì cũng có một cái nghiệp, nó sẽ trở thành một cái nghiệp đi tái sinh, và những cái nghiệp còn lại nó chỉ là những cái nghiệp hỗ trợ như vậy. Thì một chúng sinh sẽ chết đó là do hết nghiệp, hoặc là một chúng sinh chết là do hết cái thọ mạng của mình. Tức là có thể là có những chúng sinh tạo được những cái thiện nghiệp rất là lớn, có thể là mình đã từng tạo một cái thiện nghiệp như là mình đã cúng dường đến một vị Phật Chánh Đẳng Giác, một vị Phật Độc Giác hay là một vị A La Hán, thì đó là một cái đại thiện, một cái thiện nghiệp đại thiện nghiệp, một cái thiện nghiệp rất là lớn. Một cái thiện nghiệp đấy nó có thể cho cái quả báo như là mình có thể là sinh thiên tới 7 lần, hoặc là mình có thể có nhiều kiếp sinh ra làm cái trổ thành cái quả sinh ra làm người. Thì khi mà mình hết cái thọ mạng, mình hết cái thọ mạng của một cái thiện nghiệp, như là hết cái thọ mạng ở cái cõi người, nhưng mà cái thiện nghiệp nó còn đấy, thì do hết tuổi thọ mình vẫn phải chết, chết và mình lại tiếp tục hưởng cái phước báo mà mình đã làm, mình lại tái sinh lại làm người. Cũng như vậy, nếu mà một cái phước thiện mà mình đã làm, nếu mà một cái phước thiện rất là mạnh, mình có thể sinh về một cái cõi thiên giới, và khi mà chết ở cái cõi chư thiên đấy, mình hết cái tuổi thọ mình phải chết, và chết xong đó mình lại tái sinh lại cái cõi chư thiên đấy, mình lại tái sinh lại cõi chư thiên, từ chư thiên cứ tái sinh làm chư thiên, làm chư thiên rất là lâu, rất là dài, mình có thể trải qua một đại kiếp trái đất hoặc nhiều đại kiếp trái đất, luôn luôn cứ làm chư thiên. Tôi chư thiên chết xong rồi lại làm chư thiên, chết lại làm chư thiên, do những cái đại thiện nghiệp, những cái thiện nghiệp rất là lớn, nó có một cái sức mạnh mẽ và nó có thể trổ quả trong, mình có thể gặt được cái quả của nghiệp trong nhiều cái kiếp như vậy. Cứ hết cái tuổi thọ thì lại chết, và sau đó mình lại tái sinh để hưởng lại cái phước mà đã làm như vậy. Thì cũng như vậy, một cái nghiệp bất thiện, như là mình đã từng làm một cái cực trọng nghiệp về cái bất thiện nghiệp, một cái bất thiện nghiệp rất là lớn, như là giết cha, giết mẹ, giết A La Hán, thì đó là những cái nghiệp rất là lớn, mình có thể phải trả cái quả báo rất là nhiều lần, có thể do cái nghiệp bất thiện đấy mình phải đọa xuống địa ngục, rồi khi chết ở địa ngục này mình lại tái đầu thai vào địa ngục khác, chết ở địa ngục này lại hóa sinh địa ngục khác, cứ liên tục như vậy. Còn có những cái địa ngục thì cái chúng sinh ấy cứ chết đi lại sống lại, như là những cái chúng sinh mà làm những cái nghiệp bất thiện, như là giết người, tạo những cái nỗi khổ đau cho những cái người khác, thì vào cái địa ngục mà cứ bị hành hạ, đó là bị đâm chết, sau đó bị đoán hạ, hóa sinh trở lại rồi lại chết, hóa sinh trở lại, cứ liên tục như vậy, sống chết rất là nhiều lần theo cái nghiệp của cái vị đó. Thì trong những cái nghiệp mà chúng sinh tạo, nó có một cái nghiệp mà chắc chắn rằng khi chết mà thì một chúng sinh sẽ đi theo, đó là cực trọng nghiệp. Cực trọng nghiệp thì cực trọng nghiệp nó có hai loại, một là cực trọng ác nghiệp, hai là cực trọng thiện nghiệp. Nếu mà một người nào mà trong cái kiếp sống này mình đã từng tạo một cái nghiệp đó là cực trọng, cực trọng về ác nghiệp, thì nó sẽ có một cái loại là ác nghiệp tà kiến cố định và ác nghiệp vô gián. Đây là hai cái loại ác nghiệp cực lớn.
ác nghiệp tà kiến cố định, đó là một cái người không tin rằng là có nhân, tức là không không tức là mình nhìn thấy tất cả những cái cảnh khổ ở thế gian, mình nhìn thấy một người tàn tật, nhìn thấy những cái con vật bị đau đớn, những cái cuộc sống rất là khổ cực, và mình không tin rằng là nó đã tạo những cái nhân bất thiện, tức là mình bán phỉ báng nhân quả, tức là bán không có nhân và không có quả, tức là vì bán không có nhân quả, không tin có đời này, không tin có đời sau. Như thời xưa ở bên ngay khi mà Đức Phật còn tại thế, cũng đã có những cái vị giáo chủ của các tôn giáo khác từng tuyên bố rằng là nếu bây giờ có một người đi bên này sông Hằng và người đó sẽ gặp ai cũng chém giết, gặp ai cũng chém giết, rồi xui người khác chém giết, rồi có thể dùng những cỗ xe làm những cái cỗ máy chém giết, làm cho thân da thịt con người, xương thịt chất đóng lên như núi. Còn một người đi ở bên kia sông Hằng thì đi đến đâu cũng bố thí, cung kính, cúng dần, rồi sai bảo những người khác làm những cái thiện nghiệp bố thí, cung kính, cúng dần. Và hai cái người này khi chết đều như nhau, tức là không có cái nghiệp thiện, không có cái quả của cái nghiệp thiện, không có nghiệp ác và không có cái quả của nghiệp ác. Tất cả mọi người sinh ra đều là do cái sự ngẫu nhiên. Thì cái người này gọi là cái người mắc vào cái tội là tà kiến cố định. Tà kiến cố định, không tin có đời này, không tin có đời sau, vì đó không tin có, tức là vì đó thì bám tất cả, không có mẹ, không có cha, không có các vị sa môn, không có các vị bà la môn, không có những cái chúng sinh hóa sinh, tức là vì đó thì bám là không có các cõi địa ngục, không có cõi ngạ quỷ, không có các cái cõi chư thiên, không có các cái cõi phạm thiên, không có cái sự hóa sinh, và không có cái sự tu chứng các cái pháp thượng nhân, là không có các cái bậc thánh nhân, không có sự đoạn trừ các cái động hoặc phiền não, không có một cái nghiệp gì gọi là thiện, không có cái nghiệp gì gọi là ác. Thì cái người mà có cái quan điểm như vậy gọi là ác nghiệp tà kiến cố định. Cái tà kiến cố định thì chắc chắn khi chết đọa vào địa ngục vô gian, địa ngục chắc chắn là phải đọa vào cái địa ngục dành cho cái người tà kiến cố định. Và một cái cực trọng nghiệp gọi là vô gián cực trọng nghiệp, đó là một cái người giết cha, giết mẹ, giết a la hán, phá hòa hợp tăng và làm thân phận chảy máu, thì đấy gọi là cái nghiệp bất thiện. Và khi chết thì chắc chắn là phải đoạn làm, thì những cái nghiệp đấy thì không thể sám hối được, dù mình đã chót làm xong rồi mình có sám hối, nó cũng chỉ giảm nhẹ cái tội lỗi được một phần nào đấy. Còn cái quả báo phải đi vào địa ngục là cái điều chắc chắn. Và thế thì mà khi mà đó là ác nghiệp thì cũng có cái cực trọng về ác nghiệp. Vậy thì thiện nghiệp nó cũng có những cái cực trọng về thiện nghiệp. Cái thiện nghiệp nó có cực trọng. Thì cái cực trọng về thiện nghiệp đó là một người tu chứng được sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, không vô biên xứ, thức vô biên xứ, vô sở hữu xứ và phi tưởng phi tưởng xứ. Đây là cái cực trọng thiện nghiệp thuộc về các cái thiện nghiệp thế gian. Thì một người mà tu chứng các tầng thiền thì vị đấy sẽ đi theo nghiệp của các tầng thiền và sinh về các cái cõi sắc giới, các cái cõi vô sắc giới, và hưởng cái phước báo đó là cái thọ đạt, cái thọ mạng lâu dài ở các cái cõi phạm thiên, và được hưởng cái phước báo không có cái sầu bi ưu não, không có cái sự khổ đau như ở cái cõi thế gian này. Thì một cái chúng sinh khi mà mình đang sống ở trên thế gian này, mình có thể là chưa hết cái mạng sống, chưa hết cái tuổi thọ, nhưng mà một khi một cái nghiệp quả nó có thể đến và nó có thể cắt đứt cái mạng sống của mình bất cứ lúc nào, thì khi nó sinh ra làm người thì đấy là một cái kết quả của một cái thiện nghiệp, cho nên mình được sinh làm người. Và khi sinh làm người rồi, mình không biết bảo vệ, không biết duy trì, không biết phát triển cái thành quả, đó là cái phước thiện, đó là được sinh làm người này. Thì nếu như mình mà làm những cái nghiệp bất thiện thì có thể mình sẽ tạo cơ hội cho một cái nghiệp bất thiện nó trổ quả và nó sẽ cắt đứt mạng sống ở trong cái kiếp sống này. Đó là một cái bất thiện nghiệp sẽ cắt đứt cái mạng sống của cái thiện nghiệp. Đấy, như là một cái người sinh ra rồi lớn lên, rồi là
thân cận với bạn ác, rủ nhau đi ăn trộm, đi ăn cướp, hay là đi đánh nhau, đi gây gổ, đi đánh nhau. Thì khi mà đã đánh nhau thì có rất nhiều người chết, và cái chết đó là do cái nghiệp bất thiện ở trong hiện tại này, nó đã cắt đứt cái mạng sống của mình. Thì có những cái chúng sinh thì có những cái nghiệp thiện nó có thể cắt đứt được cái mạng sống của một cái quả của nghiệp bất thiện. Ví dụ như là những chúng sinh mà sinh vào cái trong trong cái cõi địa ngục thì chúng sinh đó muốn chết cũng không thể chết được, chỉ khi nào hết cái ác nghiệp thì mới có thể thoát ra khỏi địa ngục. Còn những chúng sinh mà sinh làm cái kiếp ngã quỷ thì những chúng sinh đấy cũng rất là khổ đau, nên dù chúng sinh đó có muốn chết cũng không chết được. Nhưng mà nếu như bây giờ mà có một cái thiện nghiệp, như là một người thân ở trong gia quyến có người thân làm những cái phước nghiệp như là cúng già nên đến tan bảo à, thì hồi hướng cái phước thiện đấy cho một cái chúng sinh là ngã quỷ, và cái ngã quỷ có cái tâm hoan hỷ đối với một cái thiện nghiệp đấy, thì cái phước nghiệp, cái thiện nghiệp đó nó sẽ là cái nhân để cắt đứt cái thọ mạng của một cái chúng sinh làm ngã quỷ đấy. Vậy cho nên rằng là những cái chúng sinh sinh làm ngã quỷ thường hay đi theo những người thân, và những người thân đó mà làm được những cái thiện nghiệp mà hồi hướng cho những chúng sinh đấy, thì những cái thiện nghiệp đấy sẽ cắt đứt cái mạng sống ngã quỷ đấy, và làm cho ngã quỷ đó sẽ sanh về cái cõi này, như là thiên giới, như là cái cõi người này. Và cũng có những cái trường hợp có những cái thiện nghiệp nó sẽ cắt đứt cái quả của thiện nghiệp, như là một người sinh ra làm người và bây giờ làm một cái thiện nghiệp mạnh, và cái thiện nghiệp đấy nó lại có cái năng lực cắt đứt cái mạng sống này. Có cái thiện nghiệp nào mà nó cắt đứt được cái mạng sống này? Có chú Hùng bảo là A-la-hán. Ví dụ bây giờ trong cái khóa thiền này có các Phật tử đang tinh tấn hành thiền, hôm nay ngay trong tối hôm nay chứng quả A-la-hán, thì bây giờ nó không có kịp đi xuất gia thì trong đêm hôm nay sẽ bị cắt đứt mạng sống ngay. Đó là có những cái thiện nghiệp nó sẽ cắt đứt cái mạng sống của một cái quả thiện nghiệp, nhưng có thể bị cắt đứt. Hay là các cái hàng chư thiên mà khi mà nghe Đức Phật thuyết pháp mà chứng được quả A-la-hán thì cái vị chư thiên đấy chỉ sống được hết cái ngày hôm đấy, bởi vì chư thiên không có thể đi xuất gia làm tỳ kheo được, và chư thiên sẽ bị cắt đứt cái mạng sống và chư thiên sẽ đại bát niết bàn. Thì cái thọ mạng nó có thể bị cắt đứt bằng một cái bất thiện nghiệp, có thể bị cắt đứt bằng cái hết tuổi thọ, có thể bị cắt đứt bằng một cái ác nghiệp. Đó là cái chết nó có thể đến tùy theo cái nghiệp thiện và cái nghiệp bất thiện của mỗi chúng sinh. Thì một người mà tu tập thực hành cái pháp niệm sự chết thì vì đó muốn thực hành cái pháp thiền niệm sự chết, vì đó cần phải quan sát cái sự chết của người khác. Ví dụ như là có một cái người hàng xóm, cái người thân nào trong gia đình nhà mình đã từng chết ấy, thì mình cần phải quan sát cái người đó, mình biết là cái người này hôm qua còn sống, hôm nay đã trở thành cái xác chết, và mình cứ liên tục niệm xác chết, mình cứ niệm liên tục như vậy. Hoặc là đôi khi nào mình nhắm mắt lại, mình vẫn còn hình dung thấy cái xác chết đấy, mình có thể về nhà mình ngồi lại, mình nhắm mắt lại, mình vẫn còn hình dung được cái xác chết của một cái người khác. Như là thường thường thì Đức Phật dạy là một người nam thì phải quan sát một cái xác chết của người nam, và người nữ thì quan sát cái xác chết của người nữ, thì mình sẽ quán tưởng thì nó sẽ nhanh chóng đạt được định hơn, vì nó không sinh ra cái tâm tham dục. Thì một người mà cứ quán, đầu tiên là quán cái xác chết, là xác chết, hay là xác chết bất tịnh, mà mình thấy cái xác chết đấy nó càng bất tịnh càng tốt, mình thấy cái xác chết đó nó mà càng đang trong cái giai đoạn phân hủy, để nó bầm tím, nó đang bị giỏi bọ, nó sâu xé, nó núp núp ở trong cái xác chết đó, mình hãy quan sát cho thật kỹ, rồi sau đó mình về mình nhắm mắt lại, mình hồi tưởng đặt những cái xác chết thì mình cần niệm xác chết. Cái người mà cứ niệm xác chết liên tục như vậy thì người đó sẽ đắc được sơ thiền trên cái xác chết đấy.
dần dần cái xác chết nó hiện rõ ràng ra, cái quang tướng nó sẽ sinh khởi, mình sẽ thấy dưới cái ánh sáng của định, mình sẽ thấy được cái xác chết nó hiện rõ ràng, mình sẽ đạt được sơ thiền. Rồi sau đó mình hướng cái tâm vào trong cái thân của mình, mình niệm chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, và mà mình niệm là mạng sống sẽ chấm dứt trong cái chết, mạng sống sẽ chấm dứt trong cái chết là không, sự sống là không chắc chắn, cái chết là chắc chắn, sự sống là không chắc chắn, cái chết là chắc chắn, rồi chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta cũng sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, cứ niệm liên tục như vậy, cứ niệm liên tục như vậy thì lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ khởi lên một cái dòng tâm, đó là bám víu lấy sự sống, hoặc là mình sẽ rời bỏ sự sống, tức là nó sẽ khởi lên một cái tâm như vậy. Một rằng là mình cố gắng bám lấy sự sống, trong cái lúc mình niệm là chắc chắn ta sẽ chết, thì lúc đấy sẽ tâm của mình nó tham ái với sự sống, nó sẽ nghĩ là ta không muốn chết, ta không muốn chết. Có thể là nó sẽ khởi lên cái tâm như vậy, ta rất là sợ cái chết này, ta rất sợ cái chết này. Nếu như một cái tâm đấy nó mà khởi lên thì mình sẽ không có đắc được cái thiền niệm sự chết. Nếu như mà lúc đấy mình không muốn từ bỏ chết, mình nghĩ là ôi ta còn rất là nhiều việc phải làm, ta còn rất là nhiều cái vướng bận, ta là một cái chỗ nương tựa cho rất nhiều người, bây giờ ta chết thì những người thân của ta biết nương tựa vào ai, thì mình rất là lo lắng, ta mong muốn phải sống thêm vài chục năm nữa chứ không chết. Và cái lúc đấy cái tâm của mình nó sẽ, hai cái dòng tâm nó sẽ giao tranh, một rằng là có chết không, một rằng là có chịu chết hay không, một rằng là một bên là nó cứ bám víu cái sự sống. Vậy thì mình cần phải đấu tranh mạnh mẽ thì cho đến khi nào cái tâm chấp nhận sự chết và chấp nhận được là chết là một điều chắc chắn, một điều chắc chắn ta sẽ chết, và lúc đấy cái tâm nó chấp nhận sự chết, chấp nhận ta sẽ chết, là lúc đấy là có được một cái tâm kinh cảm nó khởi lên. Lúc đấy tự nhiên tâm mình sẽ rời bỏ hết tất cả, nó buông bỏ, lúc đấy có một cái tâm buông bỏ nó khởi lên, tâm ta sẽ tạm thời buông bỏ hết người thân, buông bỏ hết nhà cửa, buông bỏ hết tất cả những cái bổn phận với thế gian này, chấp nhận đi vào cõi chết. Thì cái lúc đấy cái tâm mình nó chìm vào trong cái pavanga, nó chìm vào trong cái tâm sát na tử, nó khởi lên, và lúc đấy mình sẽ an trú ở trong cái tâm rất là kinh cảm về cái chết đấy, và lúc đấy mình sẽ đắc được cái thiền, gọi là thiền niệm sự chết. Vậy thì mình cứ phải niệm liên tục, chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, thì đấy là cái pháp gọi là thiền niệm về sự chết. Thì cái pháp môn này Đức Phật rất là tán thán, Đức Phật thường xuyên khuyến khích khích lệ các đệ tử thực hành cái pháp niệm về sự chết. Như là Đức Phật một lần đi đến một cái xứ nọ, một cái ngôi làng nọ, và rất là đông những người dân ở trong làng đó đến nghe Đức Phật thuyết pháp. Và cái đề tài Đức Phật thuyết pháp đấy là đề tài niệm về sự chết, tu tập niệm sự chết. Khi mà Đức Phật thuyết giảng về niệm sự chết và Đức Phật khích lệ nhân tất cả những người Phật tử hãy siêng năng tinh tấn tu tập niệm sự chết. Và khi mà nghe pháp xong trở về thì mọi người lại bận rộn với cái công việc hàng ngày của mình và quên đi cái pháp môn mà Đức Phật đã hướng dẫn niệm về sự chết. Và lúc đấy chỉ có một đứa bé gái lúc đấy mới có 13 tuổi, và nó nghe pháp của Đức Phật và nó luôn luôn ghi nhớ, và nó bất cứ ở đâu làm cái gì nó cũng niệm về sự chết, nó cũng niệm về chắc chắn ta sẽ chết, sự sống sẽ chấm dứt trong cái chết, mà cái chết là chắc chắn, sự sống là không chắc chắn, chắc chắn ta sẽ chết, chết 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 chết, lúc nào cũng niệm trong tâm và chết 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 chết. Trải qua 3 năm liền thì đến năm thứ 3 thì một lần Đức Phật đã ghé qua cái ngôi làng đấy, và Đức Phật đến cái nơi hội trường dân làng ra cúng dường Đức Phật. Lúc đấy Đức Phật đang thọ trai, và đứa bé gái này lúc này nó đã trở thành một đứa bé 16 tuổi. Và khi mà nó đến nơi và nó trong cái lúc bé gái này đi đưa cơm cho cha, người cha đi làm ở một cái xưởng dệt, thì đứa bé này mới vào đảnh lễ Đức Phật. Lúc từ xa trông thấy đứa bé từ xa thì Đức Phật nói rằng này con từ đâu đến đây? Thì lúc đấy cái bé này bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Và Đức Phật lại hỏi rằng là rồi con sẽ đi về đâu? Đứa bé lại trả lời là bạch Đức Thế Tôn, con biết. Và Đức Phật hỏi là có thật là con biết không? Thì nó lại trả lời bạch Đức Thế Tôn, con không biết.
Đức Phật lại hỏi là tại sao con lại không biết, thì nó lại trả lời là bạch Đức Thế Tôn con biết. Trả lời bạch ai hiểu không? Bạch tất cả mọi người không có ai hiểu hết, cả cái dân làng thế không có một ai hiểu, không ai hiểu. Và chửi mắng con bé này, ôi cái con bé này hư quá, à, mình dám nói như thế với Đức Thế Tôn hay sao? À, không có cái tâm cung kính Đức Thế Tôn dám nói như thế. Và à, lúc đấy thì chỉ có Đức Thế Tôn mỉm cười, Đức Thế Tôn thì hoan hỉ cười, và Đức Thế Tôn mới nói rằng là cái bài pháp mà Đức Thế Tôn đã thuyết giảng cách đây 3 năm, đó là bài pháp niệm về sự chết, và chỉ có cái bé gái này là người đã vâng giữ và thực hành đúng cái pháp mà Đức Phật đã thuyết giảng, đó là luôn luôn quán tưởng về sự chết, niệm về sự chết. Cho nên Đức Phật mới hỏi con từ đâu đến đây, trả lời bạch Đức Thế Tôn con không biết. Và chỉ có cái bé đấy với Đức Phật mới hiểu rằng là Đức Phật muốn hỏi rằng là con từ cái cõi nào mà sinh về cái cõi người này, để đó là con từ đâu đến đây, rồi con sẽ đi về đâu. Và rồi bé này nó bạch Đức Thế Tôn con biết, tức là rồi con sẽ chết, và khi chết con sẽ đi về đâu thì nó sẽ không biết. Cho nên nó trả lời bạch Đức Thế Tôn con không biết. Và Đức Phật hỏi tại sao con lại không biết, thì trả lời là bạch Đức Thế Tôn con biết. Đó là vì cái sự vô minh, nó còn có cái sự vô minh, chưa có sự giác ngộ nên mình sẽ không biết là mình sẽ đi về đâu. Vậy thì tất cả những người mà không có cái sự tu tập về sự chết là những người đang ở trong cái vô minh tham ái, mình không biết rằng mình từ đâu đến đây, mình không biết rằng mình sẽ đi về đâu, và mình cũng không biết rằng tại sao mình lại không biết, mình tại sao mình lại không biết về chính mình. Vì vậy tu tập niệm sự chết thì mình cũng sẽ có cái sự thức tỉnh hơn, mình có cái niềm tin về cái nghiệp và quả của nghiệp, mình biết được là những cái nghiệp quá khứ mình đã từng ở trong cái vòng sinh tử này, rồi là trong những cái hết cái mạng sống này mình sẽ còn đi tái sinh nhiều kiếp ở trong tương lai. Nếu mà nỗ lực tu tập mình có thể chấm dứt được cái khổ đau ở ngay cái kiếp sống này nhờ cái pháp môn niệm sự chết, thì mình sẽ luôn luôn có cái sự gấp rút, có cái sự thức tỉnh, có cái sự tinh tấn, nó sẽ khởi lên. Cái người nào mà càng giả đãi, càng phóng dật, càng ham những cái vui ở bên ngoài nhiều, thì cái người đó lại càng cần phải thực hành cái niệm sự chết này. Thì đến khi mình ngồi thiền nó sẽ hỗ trợ cho mình để thực hành và mình sẽ có được cái tâm định tĩnh. Khi mà có những cái người khi mà thực hành thiền mình chú tâm trên hơi thở và mình sẽ cảm thấy rất là khó khăn, thì mình có nhiều những cái pháp môn khác để nó hỗ trợ cho mình được định tĩnh hơn. Ví dụ như là mình có thể thực hành trước khi thực hành thiền niệm hơi thở thì mình thực hành thiền niệm ân Đức Phật, làm cho cái tâm của mình nó cũng có thể định tĩnh lại, rồi sau đó mình đưa tâm về hơi thở thì mình sẽ đạt được cái sự định tĩnh ở trên cái đề mục thiền của mình. Nhưng mà cũng có người thì cái sự giải đãi, và khi mà mình ngồi thiền cũng có những cái chán nản, những cái bất mãn và những cái hoài nghi thắc mắc nó khởi lên, mình sẽ lúc đấy nó sẽ tự đặt ra những câu hỏi tại sao ta lại phải ngồi thế này, tại sao ta phải gò bó thế này, tại sao ta phải chịu đựng những cái nỗi đau đớn như thế này. Và lúc đấy hoặc là cái tâm tưởng nhớ, mình ngồi đây mà mình tưởng nhớ đến những cái thú vui ở bên ngoài, mình tưởng mình nhớ đến những cái trò vui, những cái trò tiêu khiển, những cái công việc bận rộn rất là nhiều, những cái công việc hàng ngày nữa, những cái bổn phận, những cái trách nhiệm rất là nhiều, hay là những cái sự nghiệp tương lai của mình, những cái công danh sự nghiệp, những cái danh vọng tương lai nó sẽ ổ ẩm, nó tràn đến và nó đấn áp hết cái đề mục của mình, làm cho mình không có an định được. Vậy thì cái lúc đấy mình cần phải chế ngự tâm bằng cái cách là hướng tâm về sự chết, hướng tâm về sự chết để cho cái tâm nó có cái sự kinh cảm, nó có cái sự yếm đi, tức là niệm sự chết nó làm cho mình có cái sự nhàm chán và yếm đi, nhàm chán đối với các pháp thế gian. Hay là cái niệm sự chết thật sự là nó chế ngự được cái tâm tham ái một cách trực tiếp, mình có thể mình có rất là nhiều cái tham ái đối với cái sự sống này, thì cái niệm sự chết nó làm cho mình rời bỏ được những cái tham ái, những cái dính mắc này. Thì cái tâm của mình nó thật sự có cái sự kinh cảm rồi thì mình mới có thể an định được. Thì có những cái người cho nên rằng là có những cái người người ta sống rất là tự tại,
người ta sống rất tự tại. Ở sinh ra ở cõi nào người ta cũng tự tại, như là một người, người ta có thể sinh làm người, rồi người đó người ta có thể được làm một vị vua, một vị vua, nhưng mà vị vua đó người ta có những vị vua vẫn có thể chứng đắc được các đạo quả, có những vị vua có thể chứng đắc được thì chứng đắc được thần thông, chứng đắc được thánh quả, những vua tịnh phạm có thể chứng đắc được đến quả a la hán. Thì đó là vì không có cái sự dính mắc, tức là mình không có sự dính mắc đối với lại cái ngôi vị của mình, thì mình sẽ tự tại, sẽ tự tại, mình vẫn sống, vẫn là vua nhưng vẫn tu tập được. Đó là vì mình sống ở trong cái thế gian đầy những cái phiền não đấy, nhưng mà tâm mình không có cái sự dính mắc, không có cái sự vướng bận, nhờ có cái sự cái tâm nhàn chán, cái tâm tinh cảm về cái sự chết, cho nên là mình không có dính mắc. Còn có những cái chúng sinh thì sinh ra làm người và khi chết bị sanh làm ngã quỷ, đó là do cái tâm tham ái và dính mắc. Cái tâm tham ái dính mắc nó rất là nguy hiểm đấy. Cái tâm tham ái đó là do mình không có quán niệm cái sự chết nhiều, cho nên là mình bị dính mắc với tất cả những cái pháp hữu vi ở thế gian. Mình không quán đến sự chết nên là mình yêu mến cái thân, mình nghĩ cái thân này nó sẽ tồn tại mãi mãi, và khi chết mình rời bỏ cái thân thì mình rất là đau khổ đấy. Và cái tâm của mình nó vẫn cứ lưu luyến cái xác thân, và người đó sẽ làm một cái ác quỷ và đi theo cái xác thân. Thì người ta đưa cái xác thân ra ngoài mộ, người ta chôn, thì cái ác quỷ đấy sẽ ra mộ và ở để trông coi cái xác thân đấy, trông coi cái bộ xương đấy, để rất là lâu dài. Có những chúng sinh thì tham ái với ngôi nhà chẳng hạn, thì khi chết thì chúng sinh đó sẽ làm con quỷ và sống ở trong nhà, coi giữ cái nhà đấy, canh giữ bảo vệ cái nhà đấy, để mà có ai đến thì mình hù dọa người ta, có thể đêm ngủ chẳng hạn vào rờ đầu làm cho người ta hét lên. Đó là những cái ngã quỷ tham ái với nhà, với tất cả những cái vật chất. Có những người thì tham ái với, không tham ái với thân mình nhưng tham ái với thân người khác. Ví dụ như là có những người chồng mà có những người vợ đẹp thì khi chết thì không có tham ái với thân mình mà tham ái với thân người vợ, thì thành một cái ngã quỷ cứ đi theo ngoài. Và có những người vợ thì tham ái với người chồng, nhưng khi chết thì đi làm ngã quỷ đi theo cái người chồng đấy, và làm cho nhiều người bên thấy là muốn đi muốn kết hôn nhưng mà thấy nó khó, là đi xem bói người ta bảo là phải cắt tiền tuyên. Đó là do có cái người âm theo, tức là đây cái ngã quỷ tham ái nó cứ theo nhau rất là nhiều đời nhiều kiếp. Nếu mà cái người mà có cái sự quán chiếu về cái sự chết thì cũng diệt trừ được cái tâm tham ái, không có dính mắc, đảm bảo là cái người đấy chết không có làm ngã quỷ để đi để dính mắc vào những cái cõi sống này. Đó là cái lợi ích của cái niệm sự chết, làm cho mình xa lìa, làm cho mình nhạt chán yếm đi. Và niệm sự chết thì làm cho mình có thể thấu ngộ được cái sự vô thường một cách rất là mạnh mẽ. Tức là vô thường có nghĩa là cái gì sinh ra cái đấy phải diệt đi. Tức là một cái người mà có cái tâm mà chứng ngộ được, thấu hiểu được cái sự sinh diệt, thì đấy là cái người giác ngộ được sự vô thường. Ví dụ như là ngài Xá Lợi Phất, khi mà lúc còn đang đi trên đường tầm đạo gặp một vị tỳ kheo, một vị tỳ kheo là đệ tử của Đức Phật, thì ngài chỉ hỏi rằng là bạch ngài tu cái pháp môn gì và bậc đạo sư của ngài là cái gì, thì cái vị tỳ kheo đấy chỉ trả lời rằng là đức đạo sư của ta thì dạy rằng tất cả các pháp do nhân duyên mà sinh, tất cả các pháp do nhân duyên mà diệt, tức là tất cả những cái gì nó sinh lên thì nó sẽ phải diệt đi, có sinh thì phải có tử, có chết. Thì chỉ nghe một cái câu đấy thôi mà ngài Xá Lợi Phất đã chứng được sơ quả dự niệm, tức là có một cái sự giác ngộ ra là tất cả mọi thứ có sinh phải có diệt, có sinh ra thì phải có chết đi. Thì khi mà ngài về, ngài nói lại cho ngài Mục Kiền Liên, thì ngài Mục Kiền Liên cũng chỉ nghe một cái câu kệ đấy là tất cả các pháp do nhân duyên mà sinh, tất cả các pháp do nhân duyên mà diệt. Thì chỉ nghe đến một cái câu là có sinh và có diệt đấy, là đã giác ngộ ra được cái sự vô thường của thế gian rồi. Để giác ngộ ra được sự vô thường là đã đoạn trừ được cái tà kiến rồi. Nhưng một người mà cứ nghĩ rằng là cái thế gian này nó còn tồn tại lâu dài, tồn tại mãi mãi, cái thân con người này nó còn tồn tại lâu, nó còn tồn tại dài, thì cái người mà có tư tưởng như vậy gọi là chấp thường. Cái người chấp thường thì là cái người sẽ ưa thích hưởng thụ cái ngũ dục ở thế gian. Còn cái người mà thấy được cái sự vô thường thì cái người đó sẽ thoát ra khỏi cái sự chấp về thường. Tức là người chấp thường gọi là tà kiến, mà người mà thấy được cái sự vô thường thì đó là chánh kiến.
Đấy, chứng kiến thì cái đó sẽ giải thoát. Nên một cái người mà tu tập về thiền tuệ, thiền vipassana cũng thế. Đầu tiên là mình phải thực hành thiền định, thiền chỉ samatha, để cho cái tâm nó định mạnh mẽ rồi thì mình dùng cái năng lực của thiền định đó, và mình sẽ đi đến cái bước thứ hai là thực hành thiền quán. Thực hành thiền quán thì mình cũng chỉ quán cái thân này để mình phân biệt ra những cái hạt sắc chân đế ở trên cái thân này. Mình phân biệt cái tâm của mình, nó có những cái tâm sở, cũng cái tiến trình tâm, tức là những cái nhóm tâm nó sinh khởi tùy theo cái sự tác ý của mình, có căn, có cảnh, có cái sự tác ý mà nó tạo thành những cái tâm thiện, tâm bất thiện. Rồi sau đó mình sẽ quan sát đến cái nhân duyên gì mà những cái thân năm uẩn này nó sinh, nhân duyên gì mà cái thân năm uẩn này nó diệt. Đấy là cái phần tuệ quán nhân duyên. Sau khi mình thấy được cái nhân duyên rồi thì cái này sinh, cái kia sinh, cái này diệt, cái kia diệt, tức là trên cái thân tâm của mình nó thế, nó có những cái nguyên nhân, có cái nghiệp nào đó nó tạo ra cái sắc thân này để sinh, rồi cái do cái nguyên nhân, cái nghiệp nào nó tạo ra làm cho cái sắc thân này nó diệt đi. Tức là mình thấy cái sự sinh và sự diệt nó cứ sinh lên và nó diệt đi liên tục như vậy, thì cái người đó do mình thấy được là cái thân này nó liên tục sinh diệt, cái tâm này nó cũng liên tục sinh diệt, đó là nó sinh, nó phải có chết. Đấy là cái người đó là thấy cái sự chết một cách liên tục, thấy cái sự vô thường trong cái pháp chân tế, và cái người đó sẽ giác ngộ, cái người đó sẽ giác ngộ được chân lý, giác ngộ được sự thật. Và cái người mà chỉ thấy được cái sự sinh diệt, do thấy được cái sự sinh diệt liên tục trên cái pháp chân tế, thì cái tâm tiếp theo nó sẽ sinh lên, đó là mình sẽ cảm thấy kinh sợ. Kinh sợ đối với cái thân năm uẩn này. Mình thấy được cái thân năm uẩn này thật sự là nỗi nầm, thật sự nó là bệnh hoạn, thật sự nó là ung nhọt, thật sự nó là vũ tên, thật sự nó thật là không phải là của mình. Mình không có làm chủ được nó, không phải là sở hữu của mình, không phải là cái của sở hữu. Và mình mới có cái sự nhàm chán, mình có sự yếm đi, mình có cái sự xa lì từ bỏ, để mình mới đạt được cái chánh trí giác ngộ niết bàn, cũng nhờ cái sự nhàm chán yếm đi đến cái thân năm uẩn này. Thì Đức Phật thì đã từng ví dụ như là bây giờ có một người này, và người này tham có lấy một cái cô vợ rất là trẻ, và người này rất là yêu quý cô vợ trẻ này. Thế rồi một hôm, và cứ thường chiều cứ nửa đêm thì cái cô vợ này cứ thức giấc và dậy rồi đi ra ngoài, sau đó đi vào, và cái người chồng ngày hôm đi rình mò xem là cô vợ này cứ đến nửa đêm đi đâu. Thì cái người chồng rình mò mới thấy người vợ cứ nửa đêm dậy đi ra ngoài thì lại biến thành một con quỷ rất là hung dữ, răng rất là nhọn, rất là dài, mắt đỏ ngầu, bụng thì rất là to, người rất là thô lỗ, và đi ra ngoài nghĩa địa để kiếm xác chết ăn thật là no xác chết, rồi khi mà trở về lại biến thành cô gái rất là đẹp và nằm bên. Và cái người chồng này kinh sợ, người chồng này kinh sợ, và người chồng này nghĩ là ta phải bỏ chạy, ta phải chạy thoát khỏi cái con quỷ dã xoan này. Nếu mà ta còn sống ở đây thì chắc một ngày nào đó ta sẽ nằm mồi cho con dã xoan này thôi, nó sẽ ăn thịt ta, và ta cần phải thoát khỏi nó để tìm đến một cái nơi bình yên hơn. Thì lúc này Đức Phật mới phân tích rằng là khi một cái người thanh niên ấy mà còn tham ái với cô vợ trẻ, cũng giống như là một cái chúng sinh mà còn vô minh, thì mình tham ái với cái thân năm uẩn của mình, mình tham ái, mình chăm sóc, mình chiều chuộng cái thân năm uẩn của mình. Và đến khi nào đó mình tu tập, một ngày nào đó mình sẽ vào cái quán thiền, mình tu tập, mình hành thiền, mình đang được thiền định, mình sẽ có phát triển thiền quán. Và lúc đấy các thiền sư sẽ dạy mình quán về thân năm uẩn, mình sẽ phân biệt được là sắc uẩn có các cái loại sắc, nó không phải là cái thân, mà nó chỉ là những cái hạt sắc tứ đại nó sinh diệt liên tục. Và tâm này nó cũng không phải là cái tâm của ta, nó chỉ là những cái tiến trình tâm, nó do gặp những cái căn ở bên trong, nó gặp những cái cảnh trần ở bên ngoài, nó do cái tác ý tốt xấu của mình mà nó tạo nên các cái nhóm tâm, và nó cũng sinh diệt khác nhau. Và lúc đấy mình sẽ thấy được là của cái thân năng nguồn này thật sự nó không phải là của mình, và mình sẽ thấy nó luôn luôn sinh diệt, và mình cảm thấy thật là ghê sợ, thật là ghê sợ. Và mình sẽ lúc đấy mình thức tỉnh là từ trước kia giờ ta đã yêu quý nhầm, ta đã tham ái nhầm cái thân năng nguồn này, ta cứ nghĩ nó là của ta, là tự ngã của ta. Nhưng bây giờ ta mới thấy nó không phải là ta, không phải của ta, không phải tự ngã của ta. Và lúc đấy mình càng quan sát cái sự sinh diệt trên cái thân này thì mình cảm thấy ghê sợ, mình cảm thấy kinh sợ, mình cảm thấy giống như người thanh niên sợ cái cô vợ là dã xoa,
thì lúc đấy mình sẽ thấy sợ cái thân nặng uẩn này, cũng giống như là sợ cái con dạ xoa vậy. Thế như là bây giờ mình có một cái người rất là yêu quý, một cái người mà mình rất yêu quý, nhưng mà cái người đó chẳng may mà chết rồi, để cái xác chết đấy 3 ngày sau mình còn dám yêu quý cái xác chết đấy không, mình sẽ rất là kinh sợ, ghê sợ cái xác chết đấy không? Mình đâu có còn yêu quý được cái xác chết nữa, lúc đấy cái mùi hôi thối giòi bọ nó bốc lên trên cái xác chết nên là mình sẽ phải chạy xa. Cho nên là dù người thân bao nhiêu, dù mình có quý bao nhiêu, khi mà cái người đấy chết mình cũng phải đem ra ngoài đồng mình đào nỗ nên mình chôn cái người đó xuống đất để cho nó khỏi cái sự ghê sợ. Lúc đấy dù là cái người thân mà mình thấy người đó chết thì mình cũng thấy sợ và cũng phải chạy xa, mình không bao giờ còn dám gần gũi cái xác chết nữa. Thì đấy là mình thấy được cái sự chết bằng cái mắt thường, còn cái người mà có cái trí tuệ thì mình sẽ thấy được cái thân này nó sinh diệt liên tục, cái tâm này nó sinh diệt liên tục, tức là mình thấy cái chết liên tục liên tục trong mỗi sát na, mỗi sát na cái thân tâm này nó đều có sự chết, nên là cái thân đang uẩn nó sinh diệt liên tục như vậy, chứ không phải là đến lúc rồi nó chết nó mới là chết, mà nó luôn luôn chết, luôn luôn già và luôn luôn chết. Các cái sắc của mình nó cứ sinh ra thì nó lại chết đi, sinh ra thì nó lại diệt đi, các cái tâm của mình nó sinh ra nó diệt đi, sinh ra nó diệt đi. Và mình cần phải thực hành để mà thấy được cái sự thật đấy. Mình thực hành thiền là mình để mình thấy được cái sự thật là cái thân và cái tâm này nó luôn luôn sinh và diệt, để mình thấy được cái sự thật đấy rồi, để mà mình nhàm chán, để mà mình cắt đứt được cái tâm tham ái chấp thủ cái thân tâm này, cái thân năm uẩn này. Và khi nào mình cắt đứt được cái sự tham ái chấp thủ vào cái thân năm uẩn này, thì cái sự tham ái chấp thủ với cái thân năm uẩn khác nó cũng chấm dứt. Cái sự tham ái và chấp thủ đối với những cái thân năm uẩn thuộc về quá khứ, thuộc về tương lai, ở bên trong bên ngoài, cao thượng hay hạ nhiệt, nó cũng chấm dứt. Mình có thể đang thấy cái thân này sinh diệt thì mình thấy rằng chư thiên cũng là thân năm uẩn cũng sinh diệt, phạm thiên cũng có thân năm uẩn cũng sinh diệt, và mình sẽ cũng sẽ nhàm chán hết cả tam giới, cả dục giới, sắc giới, vô sắc giới, nhưng còn tham ái một cõi nào nữa, thì lúc đấy là mình sẽ chứng đắc niết bàn. Người mà chứng đắc niết bàn cũng là nhờ cái sự thấy được cái sự sinh diệt, thấy được cái sự sinh diệt mà khởi đầu của cái trí tuệ để thấy được sự sinh diệt đó là mình thấy được cái sự chết, thấy được cái sự chết. Vì vậy anh em hãy tu tập thiền niệm sự chết để nhanh chóng đạt được pháp bất tử, đó là cái pháp không còn sinh ra bệnh chết nữa, pháp niết bàn. Các thiền sinh trong chứng đắc niết bàn ngay trong kiếp sống này. Sa-du. Tôi xin đi vào lại cái đoạn cô bé 16 tuổi đối đáp với Đức Phật. Chú Hùng hỏi nói là xin nói lại cái câu chuyện mà cô bé 16 tuổi đối đáp với Đức Phật. Thì có một thuở thì Đức Phật đến một cái ngôi làng và đã thuyết pháp cho dân chúng ở cái ngôi làng đấy. Thì Đức Phật thuyết pháp về cái đề tài niệm sự chết. Đức Phật là thuyết rằng là mạng sống của tất cả chúng ta sẽ chấm dứt ở trong cái chết, và cái cuộc sống này nó không chắc chắn, còn cái chết là chắc chắn. Vì vậy mọi người luôn luôn cần phải quán tưởng rằng chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết. Dù khi mình đi, đứng, nằm, ngồi hay là mình làm tất cả những cái công việc gì cũng vậy, mình cũng luôn luôn thức tỉnh trên cái niệm sự chết. Đó là mình cứ niệm chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, 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 cứ niệm như vậy. Cứ nhờ cứ niệm như vậy thì tất cả những cái phiền não, những cái ưu bi, những cái tham ái chấp thủ nó sẽ được diệt trừ và mình sẽ sống được an vui tự tại. Khi mà Đức Phật thuyết pháp xong thì những cái người dân làng người ta trở về với công việc thì người ta quên hết, người ta không có ai chịu thực hành, chỉ có một cái bé gái 13 tuổi để nghe được cái pháp bé bạn được thực hành. Cho nên 3 năm sau Đức Phật trở lại để cũng gặp lại cái dân chúng đấy, và cũng gặp lại tất cả đông đảo mọi người đang cúng dường tre tăng lên Đức Phật. Lúc đấy thì trước mặt đông đảo mọi người, Đức Phật nhìn thấy một bé gái. Lúc đấy em bé này đã 16 tuổi và Đức Phật mới hỏi rằng con từ đâu đến đây.
Thì bên đó trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Đấy, Đức Phật lại hỏi rằng là: rồi con sẽ đi về đâu? Và bé đó trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, con biết. Và Đức Phật lại hỏi là có thật là con biết không? Thì bé đó trả lời: bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Rồi Đức Phật lại hỏi: tại sao con không biết? Thì bé trả lời là: bạch Đức Thế Tôn, con biết. Thì trong cái bài pháp đấy, trong cái phần đối đáp đấy thì không có ai hiểu, thì chỉ có Đức Phật với bé này hiểu được cái ý nghĩa của những cái phần đối đáp đấy. Và tất cả mọi người đều mắng cái bé này, cho rằng là đã nói năng không có cung kính, không lễ độ với Đức Thế Tôn. Và sau đó Đức Thế Tôn đã giải thích cho mọi người hiểu được là bé này đã thực hành cái pháp niệm chữ chết và đã có cái sự thể nhập với cái pháp niệm chữ chết này. Thể nhập, và bé đó đã biết được rằng là bé đó biết rằng là ta từ đâu mà đến đây. Đức Phật hỏi rằng con từ đâu đến đây, bé đó bảo con không biết. Là bé đó hiểu được cái câu hỏi của Đức Phật là con từ cái cõi nào mà sinh về cái cõi này, chứ không phải là con từ nhà đến đây, hay là con từ một cái địa chỉ nào mà con đi đến cái nơi này, mà hỏi con từ cái cõi nào mà sinh về đây. Thì bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Tại sao rồi con sẽ đi về đâu? Thì ý Đức Phật muốn hỏi rằng rồi con sẽ đi về đâu, có nghĩa rằng bé nó bảo là bạch Đức Thế Tôn, con biết, có nghĩa là chắc chắn là con sẽ đi về cái cõi chết. Nhưng mà Đức Phật hỏi có thật là con biết không, thì tức là có thật là con biết sẽ biết được sau khi chết con đi về đâu không. Thì bé nó trả lời là bạch Đức Thế Tôn, con không biết. Đức Phật hỏi tại sao con biết? Bạch Đức Thế Tôn, con biết bởi vì là do cái bé này chưa có giác ngộ, cho nên không biết được mình từ đâu đến, và cũng không biết sau khi chết mình sẽ đi về đâu. Nhưng bé này thì biết là có một cái sự cái pháp môn, cái đề mục tu tập, đó là niệm về sự chết, luôn luôn niệm về sự chết, niệm về cái đề mục chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết. Với cái người mà niệm về sự chết thì người đó rất là tự tại, dù cái mình có chết mình cũng tự tại, dù là những cái người thân của mình có qua đời thì mình cũng rất là tự tại, không có sầu bi, không có khổ đau, không có khổ đau, không có bất an, không có khóc lóc, không kêu ca, không than vãn, đúng không kia? Và niệm sự chết được Đức Phật tán thán. Thì có tiếp đi đâu thì ở đâu thì sao lại không khóc biết thì thôi được không, lo đi đâu lo đọc cái lệnh nói về nữa. Xin sư chỉ dạy rõ hơn về cái phương pháp niệm sự chết. Bởi sư nói đó là cái đó là cái niệm ở trong tâm, còn trong khi mình có theo cái trình tự như thế nào về hết là sư nói là tưởng đó là một cái hành động của một xác chết như thế nào cho nó có hiệu quả, chúng ta có thực hành ngày. Nếu mà muốn áp dụng thực hành cái pháp môn thiền niệm sự chết này mà nó có cái sự kinh cảm mạnh mẽ nhất ấy, thì đầu tiên là mình phải hướng tâm đến một cái xác chết mà mình đã phải nhìn thấy thật bằng cái mắt thật của mình. Tức là mình chỉ còn nhớ lại trong quá khứ, có thể là cách 1 năm, 2 năm, 10 năm, 20 năm trước mình đã từng thấy một cái xác chết. Bây giờ mình chỉ cần ngồi nhắm mắt lại, mình hồi tưởng lại cái xác chết đấy, mình cứ niệm xác chết, xác chết. Và trong cái lúc mình niệm như vậy, mình cũng có thể ngồi giống như ngồi thiền niệm Phật. Thì mình có thể áp dụng cái cách niệm sự chết trước khi niệm hơi thở, hoặc là mình áp dụng cái niệm thiền niệm sự chết sau khi thiền niệm hơi thở cũng được. Thì thường ở bên Bắc Âu các thiền sư vẫn hay dạy các thiền sinh được kết hợp một cái pháp tùy niệm vào cái pháp niệm hơi thở để hỗ trợ cho thiền niệm hơi thở trên bản hộ. Có những khi có người đắc thiền rồi thì thực hành pháp thiền niệm sự chết rất là dễ, thì đó có thể tu một thời có thể đắc được các cái tầng thiền về xác chết, và có thể thực hành một thời là đắc về cái niệm sự chết. Một người mà chưa đắc được tứ thiền hơi thở thì sẽ thực hành nó hơi khó. Nó chỉ là hỗ trợ cho mình thực an tâm đấy, làm cho mình bớt những cái phóng dật đi, thì cái niệm về sự chết nó vẫn có cái tác dụng đấy. Thì đầu tiên tốt nhất là mình phải nhớ đến một cái xác chết mà mình đã từng thấy, và mình cố gắng hình dung cái xác chết đó càng rõ ở trong tâm càng tốt. Tất nhiên xác chết, xác chết, xác chết cho khoảng 5 phút, 10 phút hay 15 phút đầu ấy, thì mình niệm cái xác chết đó. Sau đó mình mới hướng cái tâm vào trong cái thân của mình để mình niệm này.
chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết. Đấy, thì cái lúc đầu mình cũng phải phải có cái câu sách tấm mình là mạng sống sẽ chấm dứt trong cái chết. Cuộc sự sống là không chắc chắn, cái chết là chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết. Rồi mình cứ niệm cái câu chắc chắn ta sẽ chết đấy rất là lâu. Đấy, hoặc là niệm câu đến khi mà nó thấy tâm nó mệt mệt mình niệm mỗi một câu trên cứ niệm xong rồi anh là mình niệm chữ trên. Hoặc là những cái lúc khác ấy mình đã thuần thục rồi, sau này khi đã thuần thục rồi thì mình không cần hướng tâm đến xác chết nữa, mình chỉ cần hướng tâm vào trong thân mình là mình niệm được chữ chết. Tức là cái lúc đầu tiên mình muốn có cái sự kinh cảm mạnh mẽ trong cái niệm chữ chết thì mình phải hướng tâm đến một cái xác ở bên ngoài. Mình đã từng thấy một cái xác chết thật là mình niệm. Đấy. Sau khi mà một vài lần đầu tiên thì mình niệm như thế, sau nó đã quen rồi, cái tâm mình nó quen rồi thì mình không cần hướng tâm đến xác bên ngoài. Sau này mình chỉ cần hướng cái tâm vào trong thân mình, bất cứ lúc nào mình cứ hướng vào trong tâm mình, trong thân mình niệm. Đấy, chắc chắn ta sẽ chết, chắc chắn ta sẽ chết, 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 chết. Niệm cái chết liên tục như vậy. Thì lúc đấy mình sẽ thấy cái sự kinh cảm về cái chết nó sẽ đến. Cái tâm của mình nó khởi lên một cái sự kinh cảm, nó có cái sự buông bỏ, nó có cái sự rời bỏ với những cái mà mình đang chấp thủ, với những cái mà mình đang dính mắc, tự nhiên nó rời bỏ hết. Đấy, có kể cả những cái oan trái hận thù mình cũng có thể buông bỏ được. Đấy, có cả những cái danh vọng rất là lớn lao, những cái điều gì đó mình còn đang có ấp ủ mà mình chưa thực hiện được. Mình lúc đấy tự nhiên mình cũng coi nó là bình thường, là dừng dưng. Tức là lúc đấy mình không còn quá là nặng lòng chấp trước về cái cuộc sống này. Lúc đấy mình sống rất là tự tại, an vui. Thì lúc đấy dù mình mà có được những cái gì thành công mình cũng không có thích thú, mà mình có thất bại mình cũng không có khổ đau. Tức mình sống rất là an vui, tự tại. Cái người có cái niệm chữ trên, tỉnh giác trên cái niệm chữ trên, mình rất là an vui, tự tại, có một cái tâm bình đẳng. Bình đẳng mình thấy chúng sinh nào cũng như ai hết, ai như ai, ai như ai hết. Vì cái chết, khi mà đạt được cái chết thì ai cũng như ai hết, người đều bình đẳng như nhau. Sẽ những diệt trừ nó được cả cái tâm ngã mạn hay là cái tâm tự ti, nó cũng diệt trừ được cái chuyện chết. Chuyện chết rất là hay, rất là phù thắng, rất là bình diện. Thì cần phải thực hành những chuyện chết. Sa-đu-sa-đu-sa. Thực sự cho mình học tiếp cái bài này. Ví dụ như đi viếng một cái đám tang của một người bạn hay là người quen biết, người thân gì đó, thì như bản thân con thì con cũng hiểu rằng biết rằng rồi ai cũng phải chết, cái chết là bình thường, thì con hiểu điều đó. Và khi mà trên đường đi thì con cảm thấy nó rất là dựng dưng, rất là ấy. Nhưng mà khi mà tới nơi rồi á thì không phải là vì chồng con, vợ con hay người thân nào đó khóc lóc là gì, nhưng mà tự nhiên con nhìn thấy như vậy thì tự nhiên trong cái tâm con nó có một cái gì đó nó xúc động, nó con cảm thấy nên là không phải là cái sự lo lắng, mà tự nhiên là mình xúc động, mình không kềm chế được và nước mắt mình tự nhiên trào ra. Như vậy thì như vậy cái quá trình tâm đó nó diễn tiến chính xác nó là cái tâm như thế nào? Cái tâm yêu bi ấy. Khi mà đấy chúng ta cái tâm này là tâm thiện, đó là cái tâm sầu yêu. Khi mà mình chuyển ra nhiều cái người thương, cái người mà mình có tình cảm, tức là có nghĩa là mình muốn mắc có tâm linh mà, để lúc đấy mình chuyển ra nhiều. Và khi mà mình cứ bất cứ một cái người nào khóc thì trong cái lúc khóc nó chỉ có một cái thọ đó là có yêu, còn một cái tâm đó là tâm sầu yêu não. Và cái tâm đấy nó thuộc nhóm tâm sân, nhưng mà sân này nó không phải là sân tức giận, mà cái sân này là sân sầu bi. Cái đấy nó là một cái loại có dính mắc với cái sự sống. Còn nếu như mà lúc đấy mình khởi lên cái tâm mà mình phải có cái tâm sản, mình biết sống chết là cái chuyện bình thường, sống chết là cái chuyện bình thường, và mình không có cái tâm sống yêu đấy thì tốt hơn. Thì thường xuyên niệm chữ chết thì mình sẽ, khi mà mình đến có thể tất cả mọi người khóc, mình vẫn cứ ngồi trên sân không có khóc, không có cười, mình hãy không khóc. Thì mình giữ được cái an nhiên tự tại đấy, thì đấy mới là cái tâm có trí tuệ. Tâm có trí tuệ thì an nhiên tự tại hơn. Những người mà có
một là cô bắt đầu vui bằng là thở ơn. Sao đó? Sao mình cố gắng thực hành tiền thực sâu là cái tuyệt quan rất là mạnh mẽ. Thì càng sâu thì cái tuyệt quan thì tình cảm được mạnh mẽ. Và mình chứng tỏ được những vô minh tam ái càng mạnh mẽ, mình chứng tỏ những bản chất càng mạnh mẽ. Và mình cũng chứng tỏ về những cái trục lạc dễ dàng của cái tiền của đấy. Nên rất là vì sao được phần thông tin là ai phát triển thì sẽ thấy sự thật đó là rất cần cái tiền thật cực kỳ cực kỳ quan trọng. Cho nên chúng ta phải cố gắng tập trung vào vài ngày một tuần để chứng được tiền, chứng được tiền bốn ánh sáng thì sáng là trú ánh sáng một đến hai đến ba đến các sư để hướng dẫn cho để chu tiền trong người có thể cũng cái tiền quan kể cả như em vừa định cho một tiền trong tập tiền bây giờ ngày cũng ra hỏi là có không có tiền quá được không mà có thể chiến thắng tiền quá một thời gian ngắn luôn. Thấy được cái khó cái chính bằng tam ái là em còn chính bằng tam ái con phải vận thế này con phải công việc thế kia là vẫn vô minh trong tam ái còn con phải quan trọng thế này còn phải lo như thế này còn phải có công việc này dự án kia thế nào cũng vậy bao nhiêu cũng không có cái tin cảm nên luôn luôn với chính bằng cái chuyện ngồi thiền chúng ta ngồi thiền cũng chính bằng là một cái chân của tôi đau rồi lưng của tôi đau rồi tôi phải lo về ở nhà ở chỗ này ở chỗ kia không bao nhiêu đâu tiền thì thực chất là ví dụ như vô minh nữa nếu cái vô minh tham ái chính bằng cái này của tôi cái kia của tôi việc của tôi việc của tương lai của tôi cho nên nhiều đứa lỡ ở trên cái là không biết rồi đi về đường nào rồi tránh pháp thì càng ngày càng mai một mình theo gặp được pháp gặp thì gặp người thực hành pháp đó gặp được bao nhiêu vị sư ở đông đất nước Việt Nam này cực kỳ luôn luôn tình cảm rằng không biết là cái chết thì luôn luôn là hà sống thì vô cùng chết thì chẳng chẳng mà chết không biết lúc nào và mình biết lúc nào không biết lúc nào tắt lửa hay là tắt mình ngủ hay là sáng mai hay là ngày mốt là một năm hay là bao nhiêu năm không biết được cho nên nếu ai hiểu rồi thì sao những người có con trí thôi thì họ thấy tình cảm ngồi thiền quên chết ngồi thiền không biết được bỏ mặc kệ đói mặc kệ đau mặc kệ nóng mặc kệ này mặc kệ kia mặc kệ nhà cửa mặc kệ gì càng mặc kệ càng thấy là càng là tinh thần cái quan điểm là có đủ chút xíu rồi đi lo việc này lo việc kia tôi vẫn bận việc này tôi vẫn lo việc kia đau chân rồi tôi vì nóng tôi vì lạnh đúng đúng cái chuyện này rồi cho vô mình vào đây thì cho vô mình vào đây việc này của tôi việc kia tôi thì chúng ta một khi nào mà chúng ta cố gắng tu tập chúng ta đang được định đang được thiền chúng ta có thể quán chúng ta có cực kỳ mạnh chúng ta rất là tự do tự tại thì cố gắng chúng ta biết mình nhất là mấy ngày này làm sao phải cố gắng đạt được nào đó ít nhất cũng cần tình là cũng có thể phân tích được tránh sang được trong thời gian ăn gì nếu mà mình thích được người này trong chân tại chúng ta kiếp này cũng có thể ra liên quan để ra được khổ đau thời gì trong kiếp này chúng ta cũng có thể đạt được quả an lạc nếu chúng ta thực hành nhân quả nếu chúng ta cũng chỉ là đắc thiền hiểu điều đó chúng ta cũng bị chủ cái này là người quay người trở người mở mắt rồi lo chân của tôi lo cái này của tôi cái kia của tôi không bao giờ dùng đến cái thực chất nếu mà chúng ta cố gắng là rất là nhanh đặt tiền rất là nhanh một vài ngày một tuần có thể đặt được tiền có thể vô tư nhìn tâm thứ tiền một cái gì được có ngồi đâu thân nữa đây tâm là cái chạy đầu không chạy theo cái chân đau của tôi là cái đồ áo của tôi là cái gì của tôi không bao giờ chịu được tâm tiền mình biết điều đó bỏ mặc tất cả những cảm động bỏ mặc tất cả chúng ta đơn giản hóa tất cả chỉ biết tâm và hơi thở
biết rõ như thế rằng mình rất là tỉnh giác, biết rõ từng giai đoạn của mình, toàn thân hơi thở, toàn thân hơi thở dài, toàn thân hơi thở ngắn, toàn thân hơi thở y tế, rồi biết từng giai đoạn của hơi thở y tế thô, y tế vừa, hơi thở cực kỳ y tế, rồi cũng biết rõ từng giai đoạn của chuẩn bị lý học cũng tổ chức của anh ta, tỉnh giác từng bước một, không bị lo lắng, không bị chạy theo. Phát triển của chúng ta đấy.